Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp thịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 7 cô hồn, bí mật làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùa về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, ta có niềm tin bất diệt vào danh tính cố định của bản thân, nơi mà bản ngã đan xen với nhận thức tôi là của mình. Để thoát khỏi kiểu suy nghĩ này, ta cần nhận ra rằng tâm trí mình đang ở trong trạng thái thay đổi liên tục. Bản mệnh Quý Sửu sinh năm 1973, họ làm việc như trâu, như ngựa, nhưng bại nhiều hơn thành. Số vất vả lo toan, có người bị tiểu nhân hãm hại, người không nhờ cậy được ai, tự tay làm nên sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có được các tinh chiếu cố, cũng không tránh khỏi những lúc bị hung tinh đeo bám, vận xui quấn thân, khiến cho làm ăn khó khăn, tiểu nhân quấy phá, nợ nần tăng lên, tiền bạc đội nón ra đi trong tháng 7 âm lịch. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này, mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tử vi phương Đông nhận định, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hay còn gọi là lan ngoại chi ngưu, trâu ngoài chuồng, ngũ hành bản mệnh, tang đố mộc, gỗ cây dâu, tướng xương, xương con trâu, tướng tinh, con cua biển. Quý Sửu nạp âm hành mộc, do can quý thủy, ghép với chi Sửu thổ, ta có thổ khắc thủy, nghĩa là chi khắc can, cho nên người tuổi Quý Sửu thuộc lứa tuổi gặp nhiều trắc trở và nghịch cảnh ở tiền vận. Trung vận họ gặp khó khăn nhưng vươn lên được, phần lớn là do sức phấn đấu của bản thân. Hậu vận họ an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm. Cuộc sống của người Quý Sửu từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc ổn định. Những người tuổi 1973 mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi này lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Xem tử vi tuổi Quý Sửu 1973 cho thấy, cuộc sống của những người nam mạng tuổi này ngay từ khi còn nhỏ đã gặp nhiều khó khăn và gian khổ. Chính vì vậy, nên họ đã sớm có ý thức xây dựng ước mơ và hoài bão của chính mình. Tuy đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng nam mạng sẽ gặt hái được nhiều thành công để có sự nghiệp ổn định vững chắc. Những người này có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Họ giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến bản mệnh trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi Quý Sửu vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với bạn, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả,
họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, tuổi Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Theo tử vi chọn đời nữ mạng là người xinh đẹp, hiền lành, cần cù, chịu khó làm việc, tuy nhiên sẽ gặp phải nhiều khó khăn và cản trở trong cuộc sống. Về mặt tiền bạc thường không may mắn, cuộc sống cũng nhiều thăng trầm nên phải tự mình cố gắng vươn lên. Đến tuổi trung niên vẫn chưa thể hết vất vả, chỉ đến khi về già mới bắt đầu được an nhàn, hưởng phúc cháu con. Nữ mạng, tuổi Quý Sửu 1973 thường thọ khoảng 70 đến 81 tuổi, nếu biết tích phúc đức hướng thiện thì cũng sẽ gia tăng được tuổi thọ. Muốn thành công thì phải cố gắng nhiều, vượt qua cảnh tiền hung hậu kiếp và cần phải có chí tiến thủ mạnh để vượt qua khó khăn. Với thiên can mang chữ Quý, ít ai phải vất vả cực khổ tấm thân, nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn. Trong công việc, họ cẩn trọng biết tiếp thu ý kiến của người khác, có tinh thần cầu thị, có thể nói, con người họ giống như tính chất của hành mộc, luôn vươn lên tươi xanh và cân bằng và chan hòa sức sống. Người tuổi này có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Cũng có không ít người tuổi Sửu mệnh mộc khá thông minh, nhanh nhẹn, họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Công việc có tính chất ngoại giao, tư vấn đều phát huy sở trường của người tuổi Quý Sửu. Đây là môi trường và mảnh đất giúp tuổi Quý Sửu phát huy được hết điểm mạnh của mình, lĩnh vực xây dựng, nội thất, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, thực phẩm, hải sản, đi thuyền đều phù hợp với người tuổi Quý Sửu, đặc biệt người tuổi Quý Sửu rất hợp với những nghề liên quan đến kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Ngoài ra, Quý Sửu cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề chính trị ngoại giao. Trong cuộc sống đừng bao giờ nhìn hoàn cảnh của mình rồi so sánh với người khác. Bởi bạn không ở trong hoàn cảnh của người khác, bạn không thể hiểu có sung sướng hay khổ đau. Vậy nên trong cuộc sống hàng ngày, vẫn tránh không nổi phiền muộn. Lại có những người có thể nghèo khổ về vật chất, nhưng lại rất giàu có về tinh thần, làm được việc mình yêu thích và tìm thấy sự vui vẻ trong chính cảnh nghèo của mình. Hãy nhìn mọi thứ đơn giản đi một chút, bạn tự sẽ thấy nhẹ nhõm trong tâm, cầu toàn quá thì khó chọn bạn chơi, kỹ tính quá thì việc gì cũng không vừa ý. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng đương số luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui, tiếng cười cho căn nhà. Kỳ thực, người sống đơn giản thì cũng kết giao được nhiều tri âm, tri kỷ. Càng khó tính bao nhiêu thì càng ít người gần gũi bấy nhiêu. Người sống đơn giản lại không phải là kiểu buông xuôi. Họ đơn giản ở diện mạo lối sống, nhưng thực chất tinh thần là vô cùng phong phú, cảnh giới là thực sự cao thâm, kết bạn với họ quả đúng là như uống rượu quý lâu năm, say lúc nào chẳng biết vậy. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim. Tuổi Quý Sửu thiên can thủy, địa chi thổ, theo thuyết phong thủy cho thấy, đôi khi không cần mưu mô tính toán, chỉ đơn giản là tập trung vào những gì cần làm, thì cuộc sống của bạn vẫn được an bài theo một cách có lợi. Trong tháng 7 âm, thời gian này suy ở mệnh, khiến con giáp tuổi Quý Sửu có cảm giác mông lung với cuộc sống của mình. Đôi khi bạn cảm thấy như mình đang bị lạc hướng, và ai nói gì cũng muốn nghe và làm theo một cách thụ động mà không biết vì sao. Tuy nhiên, chính thời gian này đã cho bạn những bài học quý giá, mà không phải khi nào bạn cũng có được. Ví dụ như bạn nhận ra rằng không phải khi nào cũng phải hành động, tranh đấu, mạnh mẽ, quyết liệt. Đôi khi chỉ cần đơn giản là chấp nhận thực tế, lựa chọn khôn ngoan cũng đã giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối. Còn nếu đủ may mắn thì nhiều kết quả đến bất ngờ. Nhìn chung, trong tháng này nhờ sự ôn hòa của bạn mà vận trình tình cảm cũng trở nên bình yên hơn, dù có căng thẳng. Nhưng khi bạn biết nhẫn nhịn thì sóng gió qua đi rất nhanh. May mắn là có tử vi cát tinh hỗ trợ nên tài lộc của bản mệnh trong tháng này vẫn có thể gia tăng. Thực ra phần lớn là do kết quả bạn nỗ lực suốt nửa năm qua, chứ không phải là kết quả có chỉ nhờ một sớm một chiều. Khía cạnh sức khỏe của bản mệnh tháng này cũng không có gì đáng để lo ngại. Khi bạn đảm bảo được việc giữ tinh thần thư giãn, không quá căng thẳng, mệt mỏi, thì tình trạng thể lực cũng được cải thiện rất nhiều. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu,
mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này, ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành, thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn, nguồn gốc khác nhau. Nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Quý Sửu sinh 1973, tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, có thể con giáp tuổi Quý Sửu cảm thấy không chắc chắn với những gì mình đã làm, nhưng bạn lại biết lắng nghe và sẵn sàng học hỏi. Nhất là khi chính quan soi đường chỉ lối, nên bạn chỉ cần làm theo cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Tính cách yêu đời, thoải mái của bản mệnh giúp bạn khắc phục được những áp lực trong đời sống, giúp bạn thả lỏng bản thân. Đôi khi không có mục tiêu gây áp lực cho chính mình, bạn lại cảm thấy cuộc sống vui vẻ, đi làm cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Tháng này tứ lục bay vào phương chính nam, mệnh chủ có thể sẽ được cấp trên ưu ái và nâng đỡ khá nhiều, những trọng trách được đặt lên vai bản mệnh. Khi được làm việc mình thích, bạn không còn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng nữa, mà chỉ còn niềm vui trong công việc. May mắn ghé thăm, nên nhìn chung tháng này bản mệnh không quá vất vả, mọi thứ cứ thế từ từ đi vào khuôn khổ, thậm chí bạn còn sắp xếp được thời gian để hỗ trợ những người xung quanh ngay khi họ cần. Bởi vậy trong giai đoạn này, nên cân nhắc kỹ nếu muốn bắt đầu một lĩnh vực mới, cẩn trọng về giấy tờ và pháp lý, giao dịch có hóa đơn để tránh nhầm lẫn. Nếu biết cách quản lý tiền bạc thông minh, thì bản mệnh sẽ đạt được an toàn tài chính và có cuộc sống chủ động, thảnh thơi, an lạc. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Sửu tuổi sinh 1973, tháng 7 âm lịch. Tài lộc của con giáp tuổi Quý Sửu thời gian này giữ ở mức ổn định và chỉ cần như vậy cũng là rất tốt đối với bản mệnh ngay lúc này rồi. Hơn nữa bạn vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo về khía cạnh tiền bạc nên cũng không có gì để phải lo lắng. Tình hình tài chính của họ vẫn ổn định, mệnh chủ vốn là người chăm chỉ, biết lo xa cũng như quản lý tài chính tốt, rèn luyện cho mình bản tính cần kiệm một cách có chủ đích. Vì thế, hơn nửa đời người rồi nam Quý Sửu sẽ tích lũy được khoản tiền dành dụng đáng kể để sống thoải mái. Trong thời gian này, mọi thứ diễn ra khá chậm, nhưng bạn cảm thấy hài lòng với việc đó. Ngay cả khi dòng tiền tuy chậm, nhưng đều cũng không làm bạn cảm thấy phiền lòng, chỉ thấy biết ơn rằng mình vẫn có thu nhập đều để đảm bảo cuộc sống. Từng có giai đoạn bạn khá liều lĩnh, nhưng chỉ đẩy bản thân vào chỗ rủi ro, căng thẳng không cần thiết, cơ hội thành công lại không nhiều. Vậy nên, thời gian này bản mệnh rút kinh nghiệm, tập trung vào giải pháp an toàn, nhận thấy những biến động tài chính ở ngoài kia. Những ai thuyền to gặp sóng lớn còn bạn ở đây vẫn bình yên, bạn đã nhận ra rằng mình may mắn tới nhường nào. Xét phương diện tình duyên gia đạo tuổi Quý Sửu 1973 tháng 7 âm lịch. Ngũ hành tương sinh trong tháng 7 này cho thấy đời sống tình cảm của con giáp tuổi Quý Sửu cũng có dấu hiệu khởi sắc, mùa Vu Lan báo hiếu. Bản mệnh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhờ thế mà mối quan hệ gia đình hài hòa, tình duyên đôi lứa thêm phần ấm áp và hạnh phúc. Nữ mệnh lúc này thể hiện mình là một người vợ hiền, đảm đang nên rất được chồng yêu thương, trân trọng. Nhờ vậy mà đời sống vợ chồng của hai người rất đáng mơ ước, khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, để các mối quan hệ với con cái và người thân bên cạnh gắn bó, thấu hiểu hơn, mệnh chủ nên bao dung chia sẻ, dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, hãy chia sẻ với bạn đời của mình, đồng hành cùng con cái trên chặng đường gây dựng sự nghiệp, như vậy thì đời sống gia đình lúc nào cũng hòa hợp, hạnh phúc. Trong gia đình và với bạn bè bạn, nên cư xử công bằng với các thành viên, nhất là với trẻ nhỏ. Ngoài ra bạn có thể kết giao rộng rãi tìm được cho mình những người bạn mới, có được khoảng thời gian trôi qua hài hòa vui vẻ. Người tuổi Quý Sửu độc thân lúc này có thể có thêm bạn, dành thời gian tìm hiểu để gia tăng sự kết nối, những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ xuất phát từ những điều nhỏ bé như thế này mà thôi. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Sửu sinh 1973, tháng 7 âm lịch. Tháng này âm khí hoạt động mạnh, vì thế con giáp tuổi Quý Sửu nên sắp xếp thời gian hợp lý để có thể đi ngủ sớm, thức càng muộn càng sinh ra nhiều bệnh tật đấy nhé. Nhìn chung, tháng này có khả năng giữ cho thân, tâm của mình hài hòa, ổn định, nên tình hình sức khỏe khá tốt, không có gì đáng phải bận lòng. Tuy nhiên mặt khác, thời điểm tháng 7 âm lịch này chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất tăng cường chức năng hô hấp, duy trì lối sống lành mạnh, thay đổi thói quen ăn uống, chăm chỉ vận động, không những giúp cơ thể dẻo dai mà còn phòng tránh bệnh tật. Thời điểm này, mệnh chủ nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, ăn uống tăng cường thực phẩm giàu dinh dưỡng,
đặc biệt nên thăm khám định kỳ hàng năm để biết rõ tình hình sức khỏe và xử lý kịp thời. Tiếp theo, đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Quý Sửu 1973. Tháng 7 này được coi là một tháng vượng nhân duyên đối với Quý Sửu. Bằng chứng là bạn sẽ có kha khá ngày may mắn trong tháng, mà đa phần vào những ngày đó đều là cơ hội để bạn đón nhận hạnh phúc. Ngày mùng 2 âm lịch. Thời kỳ thu hoạch thành quả từ những nỗ lực trước đó, với sự kiên trì và quyết tâm, không hề chùn bước trước khó khăn. Trải qua tất cả những sự vất vả trước đây, hôm nay là thời khắc đơm hoa kết trái cho những dự định của bạn. Ngày mùng 6 âm lịch. Một ngày đầy cảm xúc, sự nhiệt tình và năng động có thể giúp bạn trở nên tỏa sáng trong mắt người khác giới, đổi lấy thành quả ngọt ngào. Ngày 8, tài chính dư giả, có khả năng thích ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường, giải quyết vấn đề nhanh chóng nên có được thu nhập đáng kể. Ngày 14 âm lịch. Người độc thân có cơ hội hẹn hò hoặc bày tỏ tình cảm với người trong lòng, người đang yêu có một ngày vui vẻ bên nửa kia, mối quan hệ ít sóng gió, khiến cả hai luôn kiên định với tình yêu này. Ngày 17 âm lịch. Thoải mái về thể chất và tinh thần, trạng thái tích cực này giúp bạn có động lực làm việc hơn, sáng tạo hơn, hôm nay cũng rất có lợi cho việc mở rộng quan hệ trong công việc. Ngày 24 âm lịch. Người đang yêu có mối quan hệ thêm phần ngọt ngào hạnh phúc, tình yêu dần bước vào giai đoạn ổn định, nên bàn chuyện cưới xin để nâng tầm mối quan hệ. Ngày 27 âm lịch. Tài chính khá tốt nhờ các kế hoạch kiếm tiền làm giàu diễn ra suôn sẻ, bạn cũng có phương pháp quản lý tài chính phù hợp, nên luôn biết cách duy trì và giữ gìn thành quả của mình. Ngày 30 âm lịch. Nhân duyên với người khác phái rất tốt, dễ gặp được người ưng ý hoặc được người khác phái giúp đỡ. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Quý Sửu 1973. Đầu tiên chúc mừng người tuổi Quý Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này có cá tính mạnh, tự lập tự cường, dũng cảm gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực, cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền, họ là những người có tài có trí, lại dám nghĩ dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì, ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Người sinh tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành xử lỗ mãng, thiếu xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động, ngang ngạnh cố chấp không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều gian nan vất vả, ước vọng không thành, lý tưởng hóa thành bong bóng xà phòng. Bạn nên sửa ngay khuyết điểm này, tu tâm dưỡng tính, làm bất cứ chuyện gì cũng phải xem thời thế suy tính kỹ càng, không nên cố chấp một mình một ý. Ngàn vạn lời có thể không nghe, nhưng không thể bỏ qua dù chỉ là một lời góp ý. Có như vậy bạn mới có thể giảm bớt trở ngại trên con đường đến với thành công, tạo dựng sự nghiệp như mình mong muốn. Người tuổi này nên cố gắng hết sức để duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng thời thiết lập địa vị trong lòng bạn bè và đối tác. Điều này rất có lợi cho sự nghiệp phát triển của đương số. Sang tháng 7 âm này, nhờ được các sao tốt chiếu mệnh, nên tài vận của người này trong tháng này rất tốt. Bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp của bạn sẽ được cải thiện và những tiến bộ bạn đạt được sẽ mang lại cho bạn rất nhiều thành tựu. Tài lộc của người này được cải thiện đáng kể, vận may ập đến, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió, nhờ được quý nhân phù trợ, nếu biết nắm bắt tốt thời cơ, bạn sẽ thu về bộn tiền. Tiếp theo người tuổi Quý Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết lập hạ, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này tuy có khát khao lập nghiệp nhưng lại không gặp đúng thời, đúng thế nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả như tài lộc khó thành, bị người khác trói buộc, không có được tự do. Người sinh tháng 4 âm lịch có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân, luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động, hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành, trong xã hội không có địa vị cao. Đa phần cần phải rời xa quê hương để lập nghiệp, người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục, thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ cần cù, thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. Thông minh đỉnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống,
nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Người tuổi này bước sang tháng 7 âm này có nhiều cơ hội mưu cầu phú quý, lại có sao lục bạch chiếu mệnh, nên các bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc trong giai đoạn này. Hơn nữa, tài vận tăng vọt, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội là có thể làm giàu nhanh chóng, trở mình trong một đêm, tiền vô ào ào. Vận trình tình duyên đầm ấm, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, khi bạn và đối phương đều cố gắng vun vén và dành nhiều thời gian nhất có thể. Những bạn độc thân không cần quá lo lắng, chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ nhận được tin tức về người ấy. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở. Thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý, người sinh này lại trúng vào tháng 6 âm lịch tuy không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều khó khăn vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời cát nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín, họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tiêu dao tự tại. Bước sang tháng 7 âm này, các kế hoạch kinh doanh của Quý Sửu sinh tháng 6 âm được thuận lợi, thu về tiền bạc như ý, nhất là những ai sống hào phóng hay giúp người thì thời gian này càng có nhiều tài lộc đổ về. Tinh thần của bản mệnh vẫn khá phấn chấn vui vẻ, nên nếu có chút trở ngại gì xuất hiện trong ngày thì cũng không làm bản mệnh buồn được. Nhìn chung, sự lạc quan của bản mệnh có khả năng còn khiến mọi người yêu quý hơn, dù đang bận rộn với công việc nhưng mệnh chủ vẫn mơ mộng về việc mình được nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc thăm thú đây đó hơn là ngồi một chỗ. Điều này thật ra là tâm trạng chung của hầu hết mọi người, không riêng gì bản mệnh, nhưng chính điều đó đang khiến bản mệnh không tập trung được cho công việc. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này tuy xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Có điều, trên con đường sự nghiệp, người này đôi khi sẽ gặp phải những điều ngáng trở, chứ không được thuận lợi suôn sẻ tất cả. Tuy có lúc nản lòng thối chí nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng cơ nghiệp cho mình. Có thể nói vận mệnh người sinh tháng 9 âm lịch khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Người sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí, ham học hỏi, họ cần cù chăm chỉ học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình. Luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào, họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Sang tháng 7 âm lịch, thiên ấn chiếu mệnh, đương số có chuyên môn vững vàng và may mắn hơn nhờ thực lực của bản thân. Bạn thực sự đã khiến người khác phải ghen tị vì tài năng và sự nhanh nhẹn của mình, ăn nói khéo léo, đến cả những khách hàng khó tính cũng phải mềm lòng. Lộc lá cũng khá dồi dào, nhờ tam hội trợ vận, lúc khó khăn mới biết lòng, nên những người chỉ ưa nịnh hót để vay tiền thì hãy gạt khỏi danh sách bạn bè nhé. Cơ hội được thăng quan tiến chức đang nằm trong tay bạn, chỉ cần bạn cố gắng sẽ được. Cuối cùng, chúc mừng người tuổi Quý Sửu sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm, tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe tốt. Tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an, có thể nói họ có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, đến trung vận vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể.
tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình, con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại, họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Chính tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc của người này tăng tiến thuận lợi không ngờ. Thu nhập duy trì ở mức ổn định và đang trên đà tăng lên giúp cho con giáp này không phải quá mệt mỏi vì chuyện cơm áo gạo tiền như trước đó. Ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có thể tranh thủ cơ hội này để hâm nóng tình cảm, nên cả hai đều bộn bề nhiều việc. Nhưng đừng vì công việc mà để tình cảm phôi phai, mọi chuyện đều có thể sắp xếp được, chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi. Quý vị thân mến, theo lời Phật dạy về sống tử tế, sự tử tế rất đơn giản, trên thực tế đó là tính trung thực, nhân ái, biết tôn trọng bản thân và người khác, có thái độ sống nhân từ, hòa hợp với thế giới xung quanh, người được gọi là tử tế thì luôn luôn trung thực và làm việc bằng cái tâm, không lừa lọc gian dối, là một người tốt bụng và có đức tính cao cả. Lòng tốt không chỉ là một tính cách mà còn là một loại khôn ngoan cao nhất, người tử tế thì mọi người đều sẵn lòng kết giao bởi vì người như vậy khiến người ta cảm thấy an toàn, thoải mái. Từ trong đáy lòng người tử tế luôn được tôn trọng và tin tưởng, vì thế nên có thể tích lũy danh tiếng, càng nắm quyền cao chức trọng thì càng cần đến sự tử tế để nhiều người biết đến, mang đến tiếng thơm cho đời sau. Sự nổi tiếng chính là sự giàu có, đức hạnh và tử tế là một điều may mắn và đó là sự tự tin lớn nhất khi làm người. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết, thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân, ý nói rằng đạo trời vô cùng công bằng, không hề thiên vị cho bất kỳ ai. Nhưng trời thường hay giúp đỡ những người có lòng tốt, sống lương thiện. Lòng tốt là điều đẹp nhất trong bản chất con người. Nó có thể làm cho con người ấm hơn và thế giới tươi đẹp hơn. Việc tốt là gì? Nó nằm ở lời nói và việc làm của mọi người. Một là nói những điều tốt đẹp hơn. Lời nói tốt với người ấm hơn chăn bông mùa đông. Lời nói tổn thương người ác hơn cả con dao hai lưỡi. Thứ hai là làm việc thiện. Làm việc thiện không có hồi kết, không có giới hạn. Thiện từ trong tâm, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Người có lòng tốt trước sau cũng được hưởng phước lành trời ban cho, không ngại gặp họa vì luôn có tâm niệm mọi thứ xảy đến với mình đều có nguyên do của nó. Hoan hỷ chấp nhận, lòng tốt đem đến đâu cũng được mọi người nghênh nhiệt liệt, không có ai tốt bụng mà bị hắt hủi hết. Khi lòng tốt của bạn lan tỏa ra thế giới này, thì giống như ánh mặt trời chiếu sáng trong mùa đông lạnh lẽo, cứu rỗi hàng vạn người. Nếu một người không tin những gì mình nói và làm những gì không có nguyên tắc, thì những gì họ nhìn thấy trong mắt một người chỉ là lợi nhuận. Sống chỉ vì lợi ích của riêng mình, một người như vậy chắc chắn sẽ bị mọi người từ chối và chẳng đạt được thành tựu gì. Điều này không có gì khó hiểu, nếu một người giữ lời và lời họ nói không ra gì, người ta sẽ tự nhiên không tin tưởng vào những gì họ nói và những gì họ làm. Ai không tin vào lời nói của chính họ sẽ thất bại trong việc họ làm. Nếu một người phá vỡ lời hứa của mình, danh tiếng của họ sẽ không được xem trọng. Người đáng tin cậy phải là người có tính chính trực, nguyên tắc, ngay thẳng, chân thành, được mọi người sẵn sàng kết bạn, hợp tác trong mọi việc. Đó là lý do tại sao người xưa coi trọng lời nói phải đi đôi với hành động. Đó không chỉ là niềm tin trong cuộc sống mà còn là sự trung thành. Theo lời Phật dạy về sống tử tế, kết quả của lòng khoan dung là sự vĩ đại. Vì vậy, lòng khoan dung là một loại tu dưỡng bản thân, đồng thời cũng là một loại khí chất. Những gì nó đem lại là sự bình tĩnh và khí chất. Có lòng khoan dung chính là có sự đức độ cao cả. Làm thế nào để tu dưỡng lòng khoan dung? Một là phải nhẫn nại. Nhẫn nại thì khó chịu, không dễ dàng, nhưng không có cách nào khác hết. Người mà không biết nhẫn thì rất dễ làm hỏng việc. Thứ hai là tha thứ. Để tha thứ cho người khác, bạn cần phải đối phó với sự ích kỷ của bản thân và nhìn nhận khó khăn của người khác, không vội vàng phán xét một ai đó khi chưa biết hoàn cảnh của họ ra sao. Thứ ba là có thể so sánh trái tim của một người với trái tim của mình. Hãy tự trách mình bằng trái tim khi đổ lỗi cho người khác và tha thứ cho người khác. Bằng trái tim tha thứ cho chính mình, bao dung và tu dưỡng bản thân là một loại thành tựu, chịu đựng làm nên một quý nhân chân chính. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.